Vì sao vành bóng rổ lại có lưới? Có người nghĩ rằng nó dùng để làm chậm quả bóng khi đi qua, nhưng thực ra đó không phải là lý do thực sự. Nếu không có lưới trên vành bóng rổ, thực sự bằng mắt thường, rất khó để chúng ta xác định bóng đã qua vành hay chưa. Vì tốc độ di chuyển của quả bóng là rất nhanh. Vì vậy, họ đã thêm một cái lưới để người ta có thể dễ dàng xác định rằng bóng đã qua vành và đội đã ghi điểm. Và bạn có biết